Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, hẳn là chúng ta định cư tại Mỹ, chính bản thân chúng ta cũng đã có từng kinh nghiệm mua nhà, hay là trong những người thân của chúng ta đã có từng kinh nghiệm hoặc là có dự định trong tương lai sẽ sở hữu về vấn đề nhà đất bất động sản. Đây là điều quan trọng chúng ta cần lưu ý. Cũng như các dịch vụ thuận mua vừa bán khác, sau khi đóng hồ sơ một bất động sản bình thường, cả hai bên chủ bán lẫn người mua đều hài lòng như ý. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng đạt được một kết cục vui vẻ như vậy. Vì có thể vài vấn đề rắc rối thường xảy ra mà quý đồng hương chúng ta cần phải lưu ý khi mua bán nhà đất ở trên đất Mỹ này. Trong luật địa ốc Hoa Kỳ có hai từ ngữ để chỉ cho một văn tự chủ quyền bất động sản mơ hồ, gọi là color of title hay đôi khi còn gọi là parent title. Thí dụ như là một người sau khi đóng hồ sơ mua nhà bỗng nhận được thư người khác khiếu nại nên mới phát giác ra là văn tự của chủ cũ là di sản do tổ tiên nhiều đời trước truyền lại trong giấy tờ. Tuy có mô tả ngôi nhà mới mua nhưng không minh định chi tiết rõ ràng. Nếu lỡ mua ngôi nhà rồi lại gặp trường hợp bị khiếu nại thì người mua phải nhờ luật sư đưa tòa xin tái xác nhận quyền sở hữu trên bất động sản đã mua để làm sáng tỏ vấn đề và xin lập một văn tự mới mô tả mọi chi tiết chủ quyền ngôi nhà cho minh bạch hơn để không ai kiện thưa được nữa. Trường hợp không tiết lộ rõ ràng chi tiết sửa chữa những hư hỏng nặng trước khi ký kết. Thí dụ như là chủ bán viết quảng cáo nhà mới thay mái 1 năm. Người sắp mua có thể hiểu là nhà được thay mái mới trong 1 năm qua. Đến khi mua rồi về sau phát hiện ra mái nhà đã bị dột thì tân chủ nhân có quyền kiện đòi bồi thường mái mới. Theo luật địa ốc, trong trường hợp trên chủ bán phải có bổn phận cho người định mua biết một cách chính xác và rõ ràng về chi tiết mái mới được thay bằng cách nào. Thay toàn diện hay chỉ thay chỗ bị dột mà thôi, thay cả sườn mái hay là chỉ thay phần lợp, mái do ai sửa do chính chủ nhà hoặc là thợ chuyên môn có môn bài hay là nhân công không chuyên nghiệp lãnh sửa, có bảo hành hay không và nếu có thì bảo hành bao nhiêu năm. Ngược lại, nếu chủ bán có tiết lộ mọi chi tiết về hư hỏng và sửa chữa, trong giao kết lại có viết rõ thấy sao mua vậy, thì khi bán rồi sẽ không còn bị trách nhiệm gì nữa về sau. Nếu trong hợp đồng mà chúng ta thấy ghi là sold in as is, khi kết đóng hồ sơ, chủ bán có sửa chữa một hư hỏng nào đó, ví dụ như là hệ thống máy điều hòa không khí, nhưng sau khi lờ đi hay trì hoãn không chịu sửa, thì tân chủ nhân chỉ cần gọi cho môi giới địa ốc thu xếp thi hành việc sửa chữa, vì ngay khi ký kết thông thường khoản tiền hứa hẹn sửa chữa đó đã được trừ trong phần tiền trả cho chủ bán để gửi vào chương mục dự trữ cho các khoản chi. Trường hợp không có trong khoản chi thì đương nhiên chủ bán bắt buộc phải thi hành việc sửa chữa nếu không muốn bị kiện. Đây là trường hợp không sửa chữa hư hỏng đã giao kết. Hoặc là trường hợp nếu phát hiện hư hỏng khi kiểm tra nhà thì sao? Trường hợp giao kết mua nhà thuận theo kết quả kiểm xét thì nếu phát hiện ra một số hư hỏng sau khi kiểm tra mà chủ bán không tiết lộ trước thì người định mua không bị ràng buộc gì hết. Vì trên nguyên tắc giao kèo như trên chỉ có hiệu lực với 2 điều kiện. Ngôi nhà phải được hoàn tất kiểm xét toàn diện. Người định mua phải chấp thuận tình trạng ngôi nhà theo kết quả đã thấy của mình. Tuy nhiên phải lưu ý, nếu hợp đồng viết rằng mua theo điều kiện ngôi nhà có kiểm xét thì lại khác. Người định mua vẫn bị ràng buộc vào giao kèo, dù có phát hiện hư hỏng hay không, miễn là ngôi nhà chỉ cần hoàn tất điều kiện được đưa đến thanh tra. Nếu hợp đồng có viết như trên và đã phát hiện hư hỏng sau khi kiểm xét, được bán đồng ý sửa chữa thì người mua bị ràng buộc. Tuy nhiên, có ngoại lệ, nếu như hư hỏng nặng quá, không sửa chữa được thì người định mua nên tham khảo với luật sư để xét lại văn kiện ký kết tình lý do hủy bỏ hợp đồng. Mặt khác thì nếu chỉ một mình chủ bán có môi giới địa ốc thì có thể kiện trên vấn đề trung gian song phương. Theo đó, người môi giới địa ốc vi phạm trách vụ bảo vệ quyền lợi cho người thân chủ mà cũng vừa là người mua. Tóm lại, trước pháp luật chủ bán luôn luôn có bổn phận phải nói rõ lai lịch và quá trình sửa chữa những hư hỏng hay khuyết điểm của ngôi nhà cho người định mua. Dù có điều kiện kiểm tra vì đó chỉ là phương cách tìm tòi những khuyết điểm mắt thấy chứ không khám phá ra được dấu vết những hư hỏng đã từng sửa chữa trong quá khứ trước đây của ngôi nhà. Kế đến là việc lưu ý bảo hành của hãng địa ốc. Thông thường thì người mua nhà qua trung gian của công ty địa ốc có thể được bảo hành một thời gian ngắn sau ngày đóng hồ sơ. Phòng hờ những vật dụng hay máy móc quan trọng bị hư hỏng hay bất khiển dụng phải sửa chữa với tổn phí khá nặng thì loại bảo hiểm này có thể do chủ bán hay người mua đài thọ Do đó, trước khi ký kết đóng hồ sơ nên xác nhận rõ bên nào trách nhiệm chi cho bảo hiểm này. Trường hợp không được bảo hành thì tân chủ nhân phải tìm hiểu xem chủ cũ có tiết lộ khiếm khuyết trước đây không, hay là họ cố tình che giấu. Ngoài ra cũng cần xét khả năng của người thanh tra được mướn vì sao không khám phá ra trước. Phần lớn các vụ kiện đòi chủ cũ bồi thường có khuynh hướng được thắng kiện, do đó nên tham khảo với luật sư chuyên môn để xác định có đủ nguyên cớ để khởi tố hay không. Điều thứ 6 đó là ngày đóng hồ sơ rời lại nhưng người mua vẫn muốn dọn vào trước đó. Có vài trường hợp ngày đóng hồ sơ phải hoãn lại thay vì như ngày đã định vì lý do giấy tờ hay thủ tục chưa hoàn tất, nhưng người mua vẫn muốn tiến hành dọn vào trước với điều kiện trả tiền thuê cho tới khi ký kết chính thức. Quyết định trong trường hợp này hoàn toàn tùy thuộc vào lòng tin tưởng của chủ bán đối với người mua, vì một khi họ đã dọn vào rồi mà lại đổi ý không muốn mua nữa thì lúc đó chủ nhà phải lập tức làm thủ tục ra tòa xin trục xuất rất tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Nếu chủ bán vẫn có hảo ý muốn cho người định mua dọn vô thì tốt hơn hết phải tu chính lại hợp đồng, thêm vào điều khoản thuê mướn trước ngày đóng hồ sơ, nên tham khảo nhờ luật sư sửa lại giao kèo cho hợp pháp. Điều khoản này cần ấn định rõ ràng điều kiện thuê mướn, giá tiền cũng hạn định thuê, và đồng thời phải chắc chắn buộc người mua đi xem xét kiểm tra nhà trước khi dọn vào, tránh những rắc rối bất ngờ không tiên đoán trước được trong những ngày đóng hồ sơ. Ngay khi mới dọn vào, vấn đề điện nước và những dịch vụ tiện nghi khác như đổ rác hay truyền hình, hữu tuyến phải sang tên ngay cho chủ mới, kể cả bảo hiểm nhà. Ngoài ra, chủ bán còn phải yêu cầu người mua đặt cọc một số tiền vào chương mục escrow và ký giao ước sửa chữa hư hỏng xảy ra trong thời gian nào thuê. Số tiền cọc này sẽ tính vào tiền đặt nếu ngày đóng hồ sơ được tiến hành êm thấm và sau đó đã định, còn gọi là tiền down payment. Trường hợp ngày ký hợp đồng hồ sơ mua bán bất thành, hoặc là người mua đổi ý hoặc là hủy hợp đồng, thì số tiền cọc này cũng mất theo và không trả lại nữa để thanh toán các thiệt hại hay hư hỏng. Nhờ vậy, điều kiện đóng tiền cọc sẽ buộc người mua phải tiến hành ký kết đàng hoàng như đã định nếu muốn lấy số tiền này lại. Còn vấn đề kỳ thị trong việc mua bán tài sản địa ốc, chiếu theo điều luật liên bang về bình đẳng nhà đất thì mọi kỳ thị về chủng tộc trong các giao dịch địa ốc đều bị tuyệt đối cấm chỉ. Luật này áp dụng cho tất cả mọi người sinh sống trên đất Mỹ trong việc mua bán, thuê mướn đất đai, nhà cửa. Việc khuyến khích, hướng dẫn hay áp lực ép một cư dân không phải tự ý vào một khu riêng biệt cùng chủng tộc với người đó là bất hợp pháp. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều người nói sự náo loạn vừa diễn ra ở Arlington, ở Texas, điều không ngờ gần 200 con dê được đưa đến để dọn sạch cây dại trong công viên ở Texas và không hiểu sao bị sổng chuồng như vậy. Chúng chạy loạn xạ qua hàng loạt khu phố gần đó ở Arlington theo UPI vào ngày thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024. Đàn dê này được thành phố Arlington đưa tới dọn sạch cây thường xuân và cây sồi độc trong công viên Crystal Canyon Natural Area, nhưng không hiểu sao chúng thoát được khỏi chuồng. Theo Sở Cảnh sát Arlington APD cho biết, dường như chúng vượt qua được hàng rào hoặc hàng rào bị sập. Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra nhưng chúng thoát ra được, Trung sĩ Alex của APD nói với đài truyền hình địa phương KDFW. Cảnh sát cho hay cư dân địa phương đã gọi điện thoại tấp nập báo cáo đàn dê chạy quanh sân nhà. Theo video do camera đeo trên người cảnh sát quay được mà APD công bố, cảnh sát hối hả giúp cho người dân chặn dê, lùa đàn dê lại để đưa về công viên. Tôi không thể hứa có những cây lá ra không được ăn thì bạn bị ăn, nhưng không con dê nào bị thương. Ông Michael, phụ tá giám đốc công viên và giải trí của Arlington cho hay như vậy. Kính thưa quý vị, một đôi vợ chồng bị bắt ở Santana sau khi cảnh sát tìm thấy hàng chục pound ma túy trên xe. Cảnh sát đã loan báo vào ngày thứ Ba ngày 27 tháng 2. Cảnh sát đang tuần tiễu trong khu 1700 ở đường Dyer thì phát giác một chiếc xe khả nghi. Cảnh sát Santana SAPD cho hay trên Facebook nhưng không nói rõ về thời gian. Trên xe có 3 người gồm một người phụ nữ lái xe, một người đàn ông và đứa con 1 tuổi của họ ở phía sau, SAPD cho biết. Khám xét chiếc xe, cảnh sát tìm thấy khoảng 43 pound giấu ở trong cốp theo SPD. Cả hai vợ chồng đều bị bắt vì tội đại hình liên hệ đến ma túy và tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Cảnh sát không nêu danh tính của hai nghi can này. Kính thưa quý vị, một trận bão lớn nữa đang hướng tới Cali. Cơ quan khí tượng quốc gia NWS dự báo theo OCPAT vào ngày thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024. Mặc dù chủ yếu chút mưa xuống Bắc Cali, trận bão mùa đông này cũng sẽ gây mưa, gió mạnh và tuyết rơi ở vùng núi cao Nam Cali vào cuối tuần. Trận bão dự trù sẽ làm nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường đến 15 độ F, tuyết rơi ở nơi thấp và gió mạnh từ duyên hải đến vùng núi và sa mạc. Không như đợt bão lớn vừa qua, trận bão này có thể sẽ không gây mưa nhiều cho Nam Cali. Tuy nhiên, vì vùng đồi đã bị úng nước, trận bão mới có thể làm trượt bùn ở một số nơi. Một trận bão nữa đang tới vào cuối tuần này, ông Ryan Kittel, chuyên gia NWS cho biết. Chúng tôi dự trù trận bão này sẽ không gây mưa nhiều, mặc dù có thể gây mưa nhẹ khá đều đặn kéo dài. Trận bão này có thể gây mưa nhẹ hoặc mưa phùn cho Nam Cali từ tối ngày thứ Năm, rồi có thể gây mưa trên diện rộng hơn từ sáng ngày thứ Sáu đến chiều ngày Chủ nhật. Ông nói với OCPAT vào chiều ngày thứ Ba, trận bão này sẽ lạnh hơn những trận bão mới đây, vốn gây mưa nhiều hơn, độ ẩm sẽ không cao, nên trận bão này sẽ gây mưa ít hơn theo ông. Vùng duyên hải và thung lũng dự trù mưa khoảng 1/4 inch cho đến 1 inch, còn vùng núi ở có thể mưa từ 1 cho đến 2 inch. Cuối ngày thứ Sáu, trời có thể bắt đầu mưa ở một số nơi phía bắc San Diego County như Inland Empire và Orange County. Bà Elizabeth Adam, chuyên gia của NWS cho biết trận bão này có thể ập tới vùng San Diego vào sáng ngày thứ Bảy. Mặc dù trận bão này có thể chỉ gây mưa nhẹ đến mưa vừa cho Nam Cali, chuyên gia dự báo thời tiết vẫn khuyến cáo là lái xe nên cẩn thận trên đường ướt, tránh đường ngập nước và đề phòng đất đá sạt lở trên những con đường ở hẻm núi hoặc dưới sườn đồi. Đất vẫn còn bị úng nước khá nhiều, theo như bà Adam giải thích. Trận bão này cũng dự trù gây gió mạnh cho nhiều nơi ở Nam Cali. Thực ra mối nguy hiểm lớn hơn mà trận bão này gây ra cho chúng ta, đó là gió, theo như bà nói. Gió sẽ khá mạnh và thậm chí ở vùng duyên hải. Gió mạnh thổi hướng Tây có thể xuất hiện từ thứ Năm đến ngày Chủ nhật, dự trù mạnh nhất vào ngày thứ Bảy theo NWS ở San Diego. Tuyết có thể bắt đầu rơi ở nơi cao khoảng 6.000 phút vào thứ Sáu, rồi dần dần xuống thấp 3.500 cho đến 4.500 vào sáng ngày Chủ nhật. Theo NWS ở Los Angeles, chuyên gia dự trù tuyết rơi 8 cho đến 16 inch ở nơi cao trên 7.000 phút và 4 cho đến 8 inch ở nơi cao khoảng 5.000 cho đến 7.000 phút. Tới ngày thứ Hai và thứ Ba tuần sau, thời tiết dự trù khô và ấm nhưng vẫn lạnh, nhiệt độ cao nhất vào ngày thứ Ba gần bờ biển có thể thấp hơn trung bình vài độ F, còn ở vùng núi có thể thấp hơn trung bình 5 cho đến 10 độ F. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.